Tại khu vực cung điện Sa Hoa lộng lẫy của Lâm Hữu Tài, tiếng thanh niên này đang hét lên đầy tức giận, "Cái gì? Đối phương vẫn đang hối hàng? Hiện giờ đi đâu kiếm được nhiều hàng như thế chứ?" Từ bỏ, ngu xuẩn. cậu có biết hiện giờ những nguyên liệu đó kiếm được tiền đến mức nào không? Trước mắt cậu cố gắng lựa lời để đối phương bình tĩnh lại, "Tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách." Người đẹp playboy tai thỏ ngon nghẻ ở bên cạnh Lâm Hữu Tài, vừa rót rượu vang vừa nũng nịu, "Quan lớn, đã là ngày tận thế rồi, vẫn còn nỗ lực làm việc như thế sao?" chi bằng chơi cùng người ta một lúc đi lâm hưu tài cầm ly lên hướng rượu khuôn mặt chán nản thở dài tuy ngồi ở cạnh chân dài nhưng đầu óc lâm hữu tài hiện tại chỉ nghĩ đến công việc hàng cân có thì càng ngày càng gấp xem ra không chỉ hoa quốc mà những quốc gia khác cũng càng không lạc quan hơn phải tranh thủ lúc vẫn còn kiếm được vô vét thêm nếu không thú biến dị mình vất vả chuẩn bị bao lâu thành công cốc hết rồi lâm hữu tài liền nghĩ tới tên béo tay sai nhưng mà cấp dưới làm được việc thì có sức ăn rất khỏe cắn xé mình đau điếng vẫn phải cẩn thận đối phó những kẻ điều tra ngầm ở ngoài tiền tuyến. Lâm Hữu Tài đưa ly rượu lên và nốc ừng ực một hơi hết sạch, sau đó chán nản nói: "Phiền phức." Lâm Hữu Tài buồn phiền lo lắng: "Mẹ kiếm, đi đâu mới có thể tìm thấy một nơi ổn định, xử lý thú biến dị cấp cao đây." Trong khi Lâm Hữu Tài mãi suy nghĩ, thì bất chợt điện thoại rung lên thông báo của gọi tới. Chân dài của Lâm Hữu Tài liền đưa điện thoại cho hắn, người gọi tới là cấp dưới. Lâm Hữu Tài nghe máy, giọng hằn học hỏi lại: "Làm sao?" Nói: "Thưa ngài, nhiệm vụ ở chi nhánh nghiệp thành được giao cho họ trong giấy quân lệnh bọn họ lâm hữu tài chưa nghe hết câu nói của cấp dưới liền chặn họng bằng giọng chán nản hư đám vô dụng này quả nhiên không trông mong được gì tên dẫn đầu nam tử doanh kia xử lý sao rồi không thưa ngài chúng tôi hôm nay mới từ nơi khác quay về chi nhánh nghiệp thành chỉ rời đi có 4 ngày mà hiện giờ bọn họ đã cơ bản hoàn thành xong nhiệm vụ rồi giọng của cấp dưới vong vẳng bên tai khiến lâm hữu tài ngơ ngác nhớ lại lời nói của phía nghiệp thành thưa ngài cấp bậc của những con thú biến dị cao cấp này đã gần lên cấp 4 rồi, vốn đã vượt qua năng lực giải quyết của nghiệp thành chúng ta. Trong khi quả chân dài đang thực hiện những tư thế môn trớn và gợi đòn với Lâm Hữu Tài, thì hắn vẫn đang trong trạng thái không tin vào những gì mình vừa được nghe, liền lập tức hỏi lại: "Cậu nói gì?" "Hoàn thành rồi." Bên phía nghiệp thành, tên cận vệ đang gọi điện về thông báo cho Lâm Hữu Tài: "Đúng thế thương ngài, nhiệm vụ xử lý 5000 con thú biến dị cấp 4 xác nhận đã hoàn thành, đều do tên đồ tể tên là nam tử doanh hoàn thành." Lâm Hữu Tài nghe thấy vậy, một tay chàng qua ôm eo em chân dài, mừng rỡ cười ha ha. Ha 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 ha. Tiểu tử họ Nam đó, tình trạng thế nào rồi? Còn sống không? Tên cận vệ liền thông báo tình hình, hình như cậu ta mệt lả đi rồi, nhưng mà chắc không có gì đáng ngại, tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Lâm Hữu Tài mừng rỡ nhắc nhở, "Tốt, cậu để ý tiểu tử đó cho tôi, ngoài giết thú dị biến, nếu cậu ta có biểu hiện kỳ lạ nào khác thì cậu biết phải làm gì rồi đó." Tên cận vệ lập tức vâng dạ, "Rõ." trong khi đó tên béo ở phía đằng sau nhìn nam tử doanh bằng ánh mắt hằn học tiểu tử này vậy mà hoàn thành nhiệm vụ được thật rồi lần trước trước khi rời đi rõ ràng đã từng kiểm tra rồi tên đó hoàn toàn không có thiên phú dị năng hệ tinh thần gì cả tên béo vẻ mặt khó hiểu thầm nghĩ rốt cuộc là cậu ta làm bằng cách nào trong khi tên mập đang khó chịu với nam tử doanh thì phía bên trong mọi người đang tất tả lo lắng chăm sóc cho tình hình sức khỏe của nam tử doanh còn gì vương hướng ánh mắt sắc lạnh về phía hai tên thuộc hạ của lâm hữu tài nam tử doanh mở thông tin lên nội dung cây thiên phú cấp bậc thiên asura hiện tại là cấp 5, kinh nghiệm năm nghìn trên năm nghìn kỹ năng thiên phú mở khóa hợp kim ác đao giới thiệu kỹ năng tăng thêm một cấp thuộc tính chảm cho vũ khí xem nhẹ phòng ngự ở một mức độ nhất định thời gian duy trì là 5 giây nhìn vào bảng thuộc tính nam tử doanh thầm vui mừng mấy ngày nay cơ thể và tinh thần đều tốt lên nhiều mặc dù vẫn chưa đột phá lên cấp 6, nhưng mình đã nắm giữ được kỹ năng đầu tiên của thiên phú asura rồi trong khi nghỉ ngơi được các bà dì lau mồ hôi và chăm sóc nam tử doanh thở dài thẩm mỹ như vậy sau này có thể thuần phục thêm dị thú cấp cao ở sâu trong khu vực hoang dã tăng tốc bảy bố dì vương nhìn về phía hai tên tay sai tức giận với vẻ mặt kiên quyết hư đồng chí tiểu nam đúng là đã giúp chúng ta nở mày nở mặt nếu không nghiệp thành thật sự sẽ bị mấy người nào đó coi thường rồi dì lý bên cạnh cũng phụ họa theo phải đó tất cả mọi người nhìn về hai tên cận vệ mà than thở rõ ràng là bọn họ làm không được nên mới dùng đến chúng ta còn tỏ vẻ như kiểu giỏi lắm không bằng gì. Trong khi đó, tên mập với dị năng tinh thần đang khá là khó chịu với những lời lèm bèm này. Nhận ra điều bất thường, nam tử doanh với sức mạnh tinh thần đã thầm cảm nhận ra, suýt nữa thì quên mất bọn họ, việc mình hoàn thành nhiệm vụ, xem ra đã khiến ai đó không vui rồi. Nâng cao cấp bậc Asura cũng giúp khả năng cảm nhận của mình trở nên mạnh hơn. Sau khi dùng sức mạnh để thăm dò khả năng của nam tử doanh, tên mập lạnh lùng đưa ra nhận định, tên này thì ra là dị năng giả hệ tinh thần cắt đứt con đường tài lộc của ông đây đám cấp dưới này còn dám nói sỏ xiên mình tiểu tử này không bình thường phải điều tra kỹ hơn về hắn tên cận vệ đằng sau nhận ra tên mập có ý định không tốt liền giật mình quay lại sau đó đặt tay lên vai tên mập và nhắc nhở này ông quên rồi ư chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thì không từ thủ đoạn sao phá hỏng quy tắc của ông chủ thủ đoạn của ông chủ ông biết đấy tên cận vệ nhắc nhở thêm cho dù có gì mờ ám thật thì cũng phải đợi ông chủ dùng xong mới được trừ khử sức mạnh tinh thần của ma vật vẫn còn sót lại quá nhiều ông mạo hiểm ra tay sẽ bị ảnh hưởng đấy tên mập tầm này trong đầu chỉ hận không thể băm vằm nam tử danh ra thôi nên hắn không bận tâm mấy đến lời nói của tên cận vệ hắn tức giận nhắc nhở nói ít thôi đến lúc đó tôi sẽ tự mình đi báo cáo với ông chủ tên mập giận dữ vẫn sức mạnh tinh thần hướng thẳng tới khu vực của nam tử danh đang ngồi nghỉ nhằm thăm dò cũng như muốn tra xét khả năng của mình thấy có một luồng sức mạnh muốn tấn công thần trí của mình khiến nam tử danh bất giác nhận ra chiêu thức của dị năng giả hệ tinh thần muốn tấn công tinh thần của mình sao đáng tiếc ông chọn nhầm người rồi nam tử doanh bình tĩnh lên kế hoạch sau đó để cho tên mập tự do thâm nhập vào trong thần trí của mình nam tử doanh tặc lưỡi thẩm mỹ đúng lúc có cơ hội thử luôn năng lực của thiên phú asura vừa xâm nhập vào bên trong tinh thần của nam tử doanh hình ảnh xung quanh tối đen như mực khiến tên mập có chút sợ hãi tên mập quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh ngơ ngác khó hiểu chắc là mình xâm nhập vào hệ thống tinh thần của hắn rồi nhưng tại sao lại như thế này sau khi xâm nhập vào hệ thống tinh thần thì phải nhìn thấy thực thể tinh thần mới đúng sao lại đen kình kịt không nhìn thấy gì hết vậy trong lúc tên mập đang mải mê suy nghĩ lo lắng đến mức khó hiểu thì ở phía đằng sau lưng hắn nam tử doanh bắt đầu hành động thực thể mà nam tử doanh muốn tên mập nhìn thấy lên tiếng gọi này tên mập nghe tiếng gọi giật mình quay lại phía sau tìm kiếm hai mắt mở to sợ hãi nam tử doanh thấy hắn vẫn chưa thấy mình liền nhắc nhở ở bên này nam tử doanh dùng sắc khí của bản thân ngưng tụ lại thực thể tinh thần nhe răng mỉm cười nhìn về phía tên mập nhìn thấy hình ảnh trước mặt tên mập ba hồn sáu vía sợ hãi lắp bắp nói thực thể tinh thần do sát sát khí ngưng tụ lại tên mập sợ hãi đến mức hồn vía lên mây hét lớn hỏi nam tử doanh cậu cũng có dị năng hệ tinh thần cậu là dị năng giả cấp mấy rõ ràng tôi đã điều tra rồi tại sao trong khoảng thời gian ngắn như thế mà cậu có thể làm được tên mập cảm nhật sắc khí của nam tử doanh đang chèn ép tinh thần của mình hắn hoảng loạn giữa ranh giới sự sống và cái chết sợ hãi hét lên cậu rốt cuộc là ai nam tử doanh điều khiển sát khí bắt đầu quấn lấy xung quanh cơ thể của tên mập sau đó hiện rõ sát khí của thực thể lên tiếng tôi là ai không quan trọng không phải muốn thăm dò thế giới tinh thần của tôi sao nam tử doanh dùng sát khí tấn công tinh thần của tên mập khiến hát đau đớn la hét trong hoảng loạn là sát khí mức năng lượng này không đừng mà tha cho tôi đi tha nam tử doanh lạnh lùng nhắc nhở hắn cho ông xem một lần đã đời sau khi bị phản phệ ở bên ngoài hiện thực đầu của tên mập lập tức bị hộc máu mồm máu mũi sau đó ngã quỵ xuống dưới đất hình ảnh này lập tức dập tắt toàn bộ lời xì si xào bàn tán của mấy bà thím nghiệp thành tên mập lập tức thần trí phát điên cười lớn những cái này là của ta tiền cũng là của ta đồ của ta ai cũng đừng hòng lấy đi dù chỉ là một ít tên mập trở nên ngáo đá khiến tên cận vệ đứng im khó hiểu tên mập vào vai diễn một con bướm xuân bay xung quanh tên cận vệ liên tiếp là lớn tên ngu ngốc lâm hữu tài những cái này một mình ta cũng có thể làm được đúng một mình ông đây cũng có thể làm được mấy bà thím khuôn mặt chữ ô mồm chữ a gãi tay gãi má nhìn về phía tên mập thầm lo lắng chuyện gì vậy áp lực làm lãnh đạo lớn vậy sao không phải chứ mới nói có hai câu đã không thể chấp nhận nổi rồi chẳng lẽ mình cũng có một phần trách nhiệm tên mập vẫn tiếp tục phát điên làm trò mèo chạy xung quanh chết đi tiền của ta ai động vào là chết tên cận vệ nhìn tên mập nhận xét ông ta bị sức mạnh tinh thần còn sót lại gây ảnh hưởng. Điên rồi. Tên cận vệ lo lắng nếu tên mập tiếp diễn trò mèo này, mọi việc sẽ bị bại lộ, liền hành động, nói nữa sẽ làm hỏng chuyện của ông chủ mất. Ngay sau đó, tên cận vệ không một giây phân vân, vận sức mạnh, lạnh lùng tung nắm đấm bay đầu tên mập. Tên mập chết không kịp ngáp khiến tất cả nhóm người nghiệp thành ngơ ngác, sợ hãi. Tên cận vệ sau khi xử lý tên mập, liền lên tiếng giải thích, "Xin lỗi, khiến mọi người chê cười rồi, ông ta bị sức mạnh tinh thần của ma vật ảnh hưởng." có thể sẽ khiến mọi người bị thương, chỉ đành phải xử lý ông ta. Sau đó tên cận vệ bước tới phía nam tử doanh để xác nhận. Sau khi tới gần nam tử doanh, cảm nhận hơi thở và tinh thần của men, tên cận vệ thầm đưa ra nhận xét. Ngất rồi. Xem ra đúng là bị quấy nhiễu tinh thần rồi. Tên cận vệ tức giận nghĩ, tên ngu xuẩn đó, tự hại mình, còn khiến cho tiểu tử này. Tên này chắc không dùng được nữa rồi, chỉ có thể quay về báo cáo trước thôi. Tên cận vệ lạnh lùng quay lưng bước đi và nhắc nhở, chuyện ở đây sẽ có người đến xử lý mọi người cố gắng làm việc đi tên cận vệ vừa bước đi nam tử doanh liền nở nụ cười mãn nguyện sau khi xử lý tên mập sức mạnh tinh thần của nam tử doanh lập tức nhảy vọt cấp bậc asura hiện tại đang là cấp 6, kinh nghiệm năm nghìn trên năm nghìn